Nghe con bảo từ bố tiếng Anh là đó, mẹ lấy máy đọc thẻ ra kiểm tra, lập tức xỉu ngang. Cả nhà mới sắm cái máy đọc thẻ cho con học ngoại ngữ, mong con sẽ học thêm nhiều từ vựng mới cho kịp bằng bạn bằng bè. Hôm sau mẹ kiểm tra thì con bảo từ bố trong tiếng Anh đọc là dog. Mẹ bảo đấy là nghĩa con chó, bố là father, nhưng con nhất quyết khẳng định bố là dog. Người mẹ sau đó đã lấy máy đọc thẻ ra kiểm tra thì xỉu ngang khi chính cái máy đọc lên từ dog. Mời cắm thẻ lại. Mời cắm thẻ lại. Mời cắm thẻ lại. Con chó. Dog. Đoạn clip được người mẹ đăng tải ngay lập tức đã khiến dân mạng không nhịn được cười, cho rằng người mẹ mua hàng săn sale trên Shopee nên mới lỗi như vậy. Bên cạnh đó có người còn cho rằng cô đã đặt sai vị trí nhét thẻ nên máy mới không hiểu được mà cho ra kết quả dở khóc dở cười như trên. Một số bình luận của dân mạng để lại: trời ơi, bố biết bố buồn đó em ơi. Hình như cái tai nó nằm ở dưới rồi kìa, quay máy cắm lại đi. Máy này vui tính quá, mẹ là nóc nhà nên nó biết sợ đấy. Vậy là máy cho 3 lần gắn sai, gắn lần nữa máy nó cọc nó chửi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.